Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 9, 2023, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng của quận Thanh Xuân do để xảy ra vụ cháy chung cư mini 9 tầng trên địa bàn. 3 tổ chức đảng bị kiểm tra gồm Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Thông báo của Thành ủy Hà Nội cho biết, việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng nêu trên nhằm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Thanh Xuân. Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. Kiểm tra, xem xét xử lý theo quy định đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan để xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại nhà số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Ban Thường vụ Thành ủy thành lập đoàn kiểm tra gồm 12 đồng chí, đại diện thường trực Ủy ban kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an. Đoàn kiểm tra do ông Hoàng Trọng Quyết, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn kiểm tra. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương làm phó trưởng đoàn thường trực. Vào đêm 12 tháng 9, xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại tòa nhà chung cư mini số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Ngôi nhà có diện tích khoảng 200 m², cao 9 tầng, 1 tum, là nơi cư trú của khoảng 150 người. Vụ cháy đã làm 56 người tử vong và 37 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu của Công an thành phố xác định, tại ngôi nhà xảy ra cháy có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng, quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Ngày 13 tháng 9, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam IAV vừa yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phải gửi báo cáo tới Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính về tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm của các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại số nhà 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 19 tháng 9. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam IAV yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm liên hệ với Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân để kịp thời nắm bắt thông tin về các nạn nhân. Phía IAV sẽ làm việc với các cơ quan, đơn vị, nơi các nạn nhân từng học tập và công tác để cập nhật thêm thông tin như số căn cước công dân, họ tên, ngày tháng năm sinh, mức độ thiệt hại về người và tài sản của các nạn nhân bị thiệt hại trong vụ cháy. Từ đó, IAV có thể chuyển tới các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên một cách nhanh nhất. Phía IAV cam kết sẽ chỉ sử dụng các thông tin này vào mục đích giải quyết quyền lợi chính đáng cho các nạn nhân một cách nhanh chóng và đầy đủ. Theo đại diện IAV, vụ hỏa hoạn tại chung cư mini là vụ việc hết sức nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, được toàn thể xã hội đặc biệt quan tâm. IAV đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp thông tin về việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm có liên quan, cũng như các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân của vụ cháy. Các hoạt động nhanh chóng giải quyết quyền lợi bảo hiểm hoặc hỗ trợ của các doanh nghiệp bảo hiểm trong thời điểm này có ý nghĩa lớn lao, thể hiện tính nhân văn và vai trò của ngành bảo hiểm trước những rủi ro nghiêm trọng đối với người dân. IAV thay mặt các doanh nghiệp bảo hiểm gửi lời chia buồn sâu sắc trước những mất mát về người quá lớn tại vụ việc trên. Để chung tay cùng nhà nước và xã hội hỗ trợ cho các nạn nhân, IAV đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên hỗ trợ các nạn nhân của vụ cháy với mức 5 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong và 2 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Sau vụ cháy thương tâm nói trên, nhiều ngân hàng, doanh nghiệp đã quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank cũng vừa tham gia cùng đoàn công tác của đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đi thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các gia đình nạn nhân vụ cháy chung cư mini. Đại diện Agribank đã trao 500 triệu đồng từ nguồn xã hội công đoàn của ngân hàng do chính đoàn viên người lao động trong toàn hệ thống đóng góp thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân vụ cháy. Cùng với đó, để động viên tinh thần đối với các chiến sĩ công an tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, Công đoàn Agribank cũng đã trao hỗ trợ 50 triệu đồng đến đội phòng cháy chữa cháy Công an quận Thanh Xuân. Hiệp hội Bất động sản Hồ Chí Minh Horia cho biết vừa chuyển khoản số tiền 200 triệu đồng từ tài khoản của Hiệp hội tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội để hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.
Đồng thời, Horia cũng kêu gọi vận động các tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản xem xét, tùy hảo tâm ủng hộ các nạn nhân và chuyển khoản về số tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội, quỹ cứu trợ. Không chỉ quyên góp, một số doanh nghiệp cũng vận động quyên góp ủng hộ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn này. Ví Momo cho biết, đang phối hợp cùng Trung tâm Tình nguyện Quốc gia trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành lập chiến dịch chung tay hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị thiệt hại trong vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ, với mong muốn gây quỹ cộng đồng để hỗ trợ và chia sẻ nỗi đau thương, mất mát của các gia đình các nạn nhân. Trong chiến dịch lần này, Momo và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia đặt mục tiêu quay quỹ số tiền là 300 triệu đồng dành tặng cho gia đình các nạn nhân thông qua kênh quyên góp Trái tim Momo. Toàn bộ số tiền trong chiến dịch quyên góp sẽ được Trung tâm Tình nguyện Quốc gia tổng hợp và trao đến gia đình các nạn nhân nhằm hỗ trợ một phần cuộc sống thiếu vắng người thân. Vụ cháy chung cư mini ở số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã cướp đi tính mạng của 56 người, trong đó có rất nhiều trẻ em. Trong những trẻ em đã ra đi vì vụ cháy kinh hoàng, ở trường trung học cơ sở Khương Đình có 7 học sinh là nạn nhân, trong đó có 6 em không qua khỏi và một em được cứu sống nhưng đã mất đi bố mẹ và em trai. Cụ thể, 6 em học sinh đã qua đời gồm 3 học sinh lớp 6, 2 học sinh lớp 7 và 1 học sinh lớp 9. Riêng một em may mắn được cứu sống hiện đang là học sinh lớp 8. Đau xót trường hợp học sinh lớp 9, cả gia đình em gồm 7 thành viên, ông bà, bố mẹ cùng 2 em trai tử nạn trong vụ cháy. Học sinh lớp 8 may mắn được cứu sống, tuy nhiên bố mẹ và em trai của em đã ra đi mãi mãi. Sau khi sự việc diễn ra, trường trung học cơ sở Khương Đình đã động viên, thăm hỏi cùng gia đình lo hậu sự cho các học sinh. Nhà trường cũng hỗ trợ lần đầu mỗi gia đình học sinh thương vong 5 triệu đồng và sẽ tiếp tục thăm hỏi, hỗ trợ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chia nhau để luôn túc trực cùng gia đình học sinh. Đến nay, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh toàn trường đã quyên góp để hỗ trợ gia đình học sinh với số tiền hơn 147 triệu đồng. Theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, một giáo viên và 29 học sinh là nạn nhân của vụ cháy đêm 12 tháng 9 tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Trong đó có 16 trẻ em tử vong. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho hay, đây là sự mất mát lớn đối với ngành giáo dục thủ đô. Trước đó, chiều 13 tháng 9, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân và Ban giám hiệu một số trường đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và chia sẻ với các gia đình học sinh, giáo viên liên quan. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân và trường học tiếp tục rà soát các trường hợp là cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có liên quan đến vụ cháy này. Với trường hợp học sinh đã mất, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã giao Công đoàn ngành và chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân, các đơn vị thăm hỏi, lo hậu sự cùng gia đình. Với những học sinh đang điều trị tại bệnh viện và cô giáo bị thương, Sở và các đơn vị thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời. Sáng 14 tháng 9, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, đoàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Trần Văn Đạt, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên làm trưởng đoàn cũng đã tới thăm, động viên học sinh, sinh viên, giáo viên bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Sanborn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!